Hello, xin chào mừng tất cả các bạn trở về kênh YouTube của em Huyền Edo trong video ngày hôm nay nhé. Và tiếp tục các cả video thì ngày hôm nay cửa hàng em Huyền Edo lại về được cho toàn thể các bác đó là 200 chiếc điều khiển remote uh, cho tất cả các loại uh, vang số các bác nhá. Đấy. Thì uh, trước mặt anh em đây thì anh em cũng nhìn thấy rồi. Đây là một trong những dòng điều khiển remote uh, hàng uh, thương hiệu và cũng là hàng mới cao cấp cho toàn thể các bác thì anh em biết với những các cái dòng sản phẩm uh, khiển của dòng uh, vang số uh, bãi uh, khiển của dòng x thì uh, với dòng khiển này thì bên cửa hàng bên em đang cập nhật đó là cái phiên bản mới cho toàn thể các bác thì em cũng đi giới thiệu về chiếc điều khiển này uh, với dòng uh, khiển này thì cho chúng ta đó là bốn mốt đó là mốt một mốt hai mốt ba mốt bốn thì uh, trước mặt thì anh em cũng nhìn thấy là tín hiệu cổng đầu vào input À, tín hiệu à phích uh, hay là tín hiệu uh, tạm dừng uh, to nhỏ à uh, appfect uh, to nhỏ, mic to nhỏ và music to nhỏ uh, với điều khiển này thì nó đa đa chức năng anh em nhé Đây là một khiển uh, dòng điều khiển đa chức năng. Và em cũng xin được phép báo giá luôn uh, với chiếc khiển này. Thì bên cửa hàng bên em đang bán với cái giá là 120 000 các bác nhá. À, đợt này thì bên cả bên em về nhập được cái số lượng khiển nó, nó giá rẻ cho nên là là là, là bán cho toàn thể các bác Mà cái giá cực tốt 120 120 000 bao ship cho toàn thể anh em nhá. Mỗi một chiếc điều khiển như này thì các bác không cần phải đặt cọc làm gì cả đúng không? Nhận hàng kiểm tra ăn đúng vàng của mình thì các bác thanh toán cho cửa hàng bên em nhá. Đấy. Nhận hàng kiểm tra hàng ăn đúng điều khiển như này các bác thanh toán cho bên em. 120 000 một chiếc điều khiển remote này nhá à khiển cho tất cả các dòng X này, vang số JISO T3 này hay là các cái dòng vang số uh, BTE hay là một số các cái dòng vang số um, khác. À, đây nào nó một đại loại đây nó nó một dòng điều khiển uh, uh, một dòng điều khiển đa năng nha các bạn nhá. Rồi kết thúc video, các bác nào mua hàng thì gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em nhá.